ngày mình rảnh cái mình làm cái này bạn. Thường thường á là mình phải phải thử trong cơ quan ấy. Mà hôm nay mình xin cái này về thử ở nhà thử các bạn. Rảnh làm này chia sẻ cho vui các bạn. Cái hồi trước ấy mà mình không muốn thử ở trong cơ quan mà mình lấy về nhà thử ấy, là mình phải gọi tới cái giờ thử mà. Từng hồi trước tụi họ bắt mình là một tuần phải thử 2 lần á. Cái là mình lấy ra là mình về mình thử là mình phải phải, phải gọi điện thoại cái lúc mình thử á, mình cho họ họ coi mình làm đúng không á. Con này bây giờ họ không còn bắt buộc nữa cho nên mình không cần phải gọi. Thì trong này có một cái package như vậy, không biết cái gì trong này ha, mình cũng chưa thử nữa, có gì mình thử 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 luôn. Đây. Cái bà cái cô như cái y tá đó nó dễ lắm, chỉ theo cái instruction, theo cái hướng dẫn à. Mình cũng nhìn nhìn qua không thấy cái sự hướng dẫn đâu. Đây có chai nước, không biết cái nước gì nữa bạn, hay nước gì. Cái này là chắc cái que que thử. Rồi trong này đó mình sẽ thử cái này trước nha. Ở đâu đây không biết nữa. Đây. Có cái gì trong này. Đây à, cái này là cái đồ thử. Thì giống như cái que thử 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 thai các bạn. Hở mà đây này nó nói mà hở mà dương tính là 2 cây, một cây ở đây là âm tính, không bị COVID. Đây à, đây nó đây nè, nó chỉ cái này. Ồ, mình nhỏ nước vô đây, lấy cái chai mình nhỏ vô đây, rồi cái mình lấy cái cây mình đút vô đây, ngoái xéo vô đây, rồi đậy lại, chờ 15 phút, gỡ cái này nữa. Ok, để mình thử nha. Lấy sạch sẽ đại. Chai này là chai nước gì vậy? Cái dạ. Đặt chất. Cái gì nữa? Ok, cái đại. Cái này. À. Ha. Rồi. Cái này đây. Kêu là 6 giọt. Rồi, giờ ngoái. À, ngoái thầu quá. Rồi, tập vô đây các bạn. Đây. Giờ cái nút, giờ cái này. Đấy. Ở đây nè, mình thấy không, nó hiện giờ nó màu xanh. Cái hồi hồi đúng ra là cái này nó cái miếng này nó lan lên, còn cái nó như thế nào nha, còn thấy không, bây giờ nó như nó đang là lan ra đó, thấy không, nó lan tím tím lên đó, thấy không, nó đang tím tím lên đó. Hồi nãy là nó có một cái lằn xanh thôi, cái lằn tím 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 lên. Úp. Khoảng 15 phút rồi, để canh khoảng 15 phút nha, nó mất hết rồi, cái làn xanh nó biến mất rồi, như nó còn một cái làn tím hơi 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 hồng hồng ở trên chút xíu à. Chờ khoảng 15 phút nha, chắc 10 phút nữa. Họ nói là nếu mà cái lần này bạn còn 2 lần mà cái lần ở phía dưới nữa mà lợt đi nữa mà có hơi dấu tím tím thôi cũng là bị nữa bạn. Mà hiện bây giờ còn có một cái lằn tím ở trên thôi. Để chút xíu nữa coi thì biết ha. Nãy giờ cũng 15 phút rồi bạn. Nào, các bạn coi thì nó thấy cũng có một cái lằn tím ở trên thôi. Vậy là mình là không có bị hả bạn. Âm tính. Thôi, có gì hẹn gặp lại bạn trong mấy video sau ha. Nè, tại rảnh quá bạn.